Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Hoàng Hiền. Thì tiếp tục cái cuộc hành trình của mình ở trên cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang các bạn nhé. Thì bây giờ là video vừa rồi thì tôi đã quay cho các bạn cái cung đường đi cực kỳ là mạo hiểm đấy, từ trên thôn Pài Đụng để mà xuống điểm thuyền, đi thuyền trên sông Nho Quế các bạn nhé. Đấy, thì bây giờ thì tôi xin mời các bạn sẽ cùng tôi đấy, tiếp tục là xuống đi thuyền đấy, ở trên sông Nho Quế các bạn nhé. Thì đây chính là con đường để đi này đấy, và chúng tôi đã mua đồ đây đấy, để mà tí nữa xuống thuyền đấy, thì sẽ thưởng thức ở trên thuyền các bạn nhé. Đấy. Thì bên kia thì chính là bờ sông Nho Quế ở bên kia. Đấy. Thì đây là có những cái khu vực này là những công nhu khu nhà dân họ nhá. Đấy, chủ yếu là nhà trình tường. Đấy. Đi nào xuống em. Đi qua nhà em này này để xuống dưới. Tiện thể qua nhà thì sẽ quay luôn đấy, xem là nhà như nào. Chào nhá. Đây có bàn bia đây. Cầm gì? Cầm rồi. Đấy thì khu vực này thì cũng có nhà rất là to đây. Đấy. Nhà này xây nhà gạch khá to rồi. Đấy, và nhà bên này thì cũng là chỉnh tường. Đấy, tuy nhiên là tôi bạn xây nhà nhưng mà vận chuyển, không biết là vận chuyển gạch này, vận chuyển vật liệu này. Đấy, để mà từ ngoài kia vào đây thì tôi nói thật là quá vất vả luôn. Đấy. Thực sự là chú nhá. Đấy thì thực sự là cái tiền mà vận chuyển vật liệu từ ngoài đường vào đây để xây nhà thì nó còn nhiều hơn cả cái tiền để mua vật liệu các bạn nhá. Đấy. Chào chú nhá. Đấy. Đấy, thì đây có một cái ao các bạn này. Đấy, ao ấy. Đấy, thì đến đây thì đã nhìn thấy bến thuyền rồi, bến thuyền trên sông Nho Quế các bạn nhé. Đấy. Nước sông Nho Quế thì cực kỳ là trong, trong và xanh. Đây các bạn có thể nhìn qua màn hình thì đấy là màu xanh ngọc bích đấy, một cái màu xanh đặc trưng của sông Nho Quế đấy. Đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, thực sự là các bạn có lên vùng cao, đặc biệt là đến Hà Giang thì các bạn mới biết được là đẹp như thế nào. Đấy, quá là tuyệt vời luôn. Tất cả từ thiên nhiên đến con người, đến những cái phong văn hóa, phong tục, tập quán của bà con đấy, ở trên này. Thì thực sự là các bạn có quay bao nhiêu thước phim đi chăng nữa đấy, đấy, các bạn có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn không thể nào mà miêu tả được hết đấy, cái vẻ đẹp của vùng cao các bạn nhé. Ở đây là gieo mạ các bạn nhé, gieo mạ để mà cấy lúa đấy. Đấy. Thì đây là xuống bến thuyền rồi. Thì tiếp tục chiếc thuyền mà chúng tôi lựa chọn ngày hôm nay là chiếc thuyền nhà anh Trương các bạn nhé. Anh Trương này nhá. Đấy các bạn ơi, tuyệt vời luôn. Tôi đang đứng ở mũi thuyền này. Đấy. À, đây chính là nhà thuyền Triệu Trương các bạn nhé. Vui không?
Đây là anh chị đi của tôi này. Man nhỉ? Người man thật. Quá man, rồi mình đi. Rồi. Vừa lấy đi đường kia các bạn thực sự là rất là nóng. Đấy, nhưng mà bây giờ mà xuống đây ngồi thì vô cùng là man luôn. Đấy. Ở đây chính là cái bãi tắm các bạn nhé. Đấy. Ở cái tập trước ấy các bạn. Tập trước, các bạn mà xem tập trước của tôi thì chúng tôi tắm tại đây các bạn nhé. Đấy, tắm tại cái bể tắm này. Và ngay hẻm vực khu sản các bạn này. Đấy. Thì đây chính là hẻm vực Tô Sản, cái hẻm vực rất là nổi tiếng. Đấy, và nếu như mà đến Hà Giang thì các bạn nên trải nghiệm ngồi thuyền trên sông Nho Quế như thế này và ngắm hẻm vực Tô Sản. Đấy, cực kỳ là thú vị nhé các bạn nhé. Đấy, đây. Đây mới đẹp. Hai bên bờ này thì các bạn nhìn thấy rất nhiều những cây gạo nhá. Đấy, gạo cực kỳ nhiều. Đấy, và phía trước các bạn nhá, đấy là chúng ta chuẩn bị đến đập thủy điện của sông Nho Quế 1 các bạn nhá, đấy, ở trên Hà Giang. Đây chính là bến thuyền rồi nhá, rất là nhiều thuyền để cho các bạn đi. Đấy, không lo là không có thuyền các bạn nhá, cực kỳ nhiều thuyền. Đấy, vào bến các bạn nhé. Đấy, bây giờ là vào bến một chút. Đấy, tí nữa thì mới lại quay lại các bạn nhé. Đấy, mới ngược lên bãi tắm và tắm ở trên đó. Đấy.
sáng nay đi bạn mấy mấy cũng phải cho anh nhỉ. Đau lòng không? À. Mình đang sướng. Tuyệt vời nhỉ. Bây giờ lên nóng lắm mẹ. Ôi giời, nước mắt lên hợp á. Lên trên hợp á. Mát thật nhỉ. Đây các bạn nhìn thấy kỹ không kìa. Đấy thì đấy chính là cái đường đi bộ xuống đấy, thì họ đã làm đường bạn nhá. Đấy, họ làm đường khá là đẹp rồi, đi xuống rồi. Thì đúng là sự lựa chọn là đi bộ thì là an toàn nhất các bạn nhá. Đấy thì ở đây thì tôi thấy có mấy em đang câu cá các bạn nhá. Đấy thì thử ra xem là câu cá có được không. Cá bên bờ sông Nho Quế. À. Câu được con nào chưa em? Hả? À? Câu được chưa? Không nói được tiếng phổ thông à? Chị Bâu à? À không nói tiếng phổ thông nhá. À. Đây. Câu cá bằng run các bạn này. Ăn kẹo không? Tôi cho kẹo này. Đấy. Này, nò đây, đấy, nò đây. Câu đi chú xem được con nào không? À đây được cá này á? Câu được cá bống này á? Đấy à? Ồ, thì là câu con cá bống thì tí các bạn nhá. Đội mũ vào không nắng, được chưa? Đội mũ vào nhá. À, ăn kẹo không chú cho này. Ờ, ai? Ở đây, kẹo không? À, chú cho nhanh ăn. Đây. Đây. Nó đi, nó. Cháu là người dân tộc gì? Hả? Dân tộc gì? Không nói được tiếng phổ thông à? Ờ, đấy biết nói được không đấy? Hả? À. Đấy, cái câu cá này rất nhiều cần các bạn nhé. Đây cần này. Đấy, cần này nhưng mà không câu được. Câu được cá bống thì tí thôi. Đâu thử lại xem thanh niên kia có câu được con nào. Đấy, đấy. Vứt luôn cặp đây. Đấy, thanh niên này. Ở trên này thì là những cái nương ngô bạn. Trồng rất nhiều ngô. Đấy, tuy nhiên thì nắng vậy nè. Đấy, nắng quá đến lá. Và tuy nhiên thì phải đợi ban đêm. Ban đêm thì sương nó xuống thì cái ngô nó sẽ lại hồi lại. Ban ngày như này nóng lắm, nắng nóng. À đây đấy, thanh niên này có cái cần câu xịn ghê đây. À, nò đây. À, nò. À. Được con nào chưa? Ờ, à đây là mấy con rô đồng như nhí đúng không? À cá bống chứ nhỉ? Tôi xem nào. À bống. À. Chạy đấy nhỉ? À đây, ô, được chú rô phi thì tí này á. Thế tối này là món gì? Món rán à hay là món gì? xem món nào nữa không. Đấy, đấy, nhiều bạn mà không biết con cá này nhưng đây là cá bống các bạn nhé. Con cá này nó rất là nhỏ, nó chỉ lớn hơn như này và lớn hơn một chút nữa thôi. Tuy nhiên thì câu như này thì rất là lâu. Đấy, để mà câu được một cân cá bống đấy thì chắc là phải mấy chục năm mới câu được mất. Đấy, không được mấy đâu các bạn ạ. Thế sao không đội cái mũ vào? Cứ nắng này thì tối nó ốm thì làm sao? Hả? À? Thế nhà ở đâu? Nhà cháu ở đâu? Gần đây không? Hả? À? Nhà ở đâu? Nhà trên đấy à? Thế à? Thế thì phải đội mũ vào nhá. Không đội mũ nắng này là ốm ấy. Nhìn mặt da chân nhức đen xì rồi kìa. Xám nắng rồi. Câu bằng run à? Đấy. Các bạn nhé. Nhiều bạn ở thành phố thì bạn chỉ câu bằng mồi câu chuyên nghiệp thôi, nhưng mà ở những vùng quê đấy thì chủ yếu là câu bằng run như này các bạn nhé. Đấy. Thế ra ra cái chỗ nào mát mát thì chú bảo nhá. Ra chỗ mát mát là ngồi biết chưa? Ngồi lên nắng là ốm hay là không đi học ở đâu.
đấy, 3-4 cái cần đây mà chả được con nào cả. Cái cần này là cũng của cháu à? Thế à? Thử nhắc lại. Ôi rồi, chả có con nào các bạn ạ. Đấy, cần thì có vẻ nhìn thì khá là xịn đấy, nhưng mà cũng không có con nào cả. Đấy, kia có hai thanh niên ở bên câu ở kia, đầu trần nắng trang dại nắng ở đây. Đi về lấy mũ đi, được chưa? Nắng lắm, ốm đấy. Rồi, không biết là chợ em vùng cao là như thế, dãi nắng suốt ngày. Đấy, mùa đông thì đấy, mặc rất là ít quần áo, quần áo thì không có mà mặc. Đấy, nhưng mà ngay từ bé là đã được thích nghi rồi. Đấy, cho nên là có khả năng chống chịu nó tốt hơn so với người ở dưới xuôi. Đấy, con em ở dưới xuôi mà đang ở thành phố mà cho dãi nắng như này một buổi thì về ốm chắc là lâu mới khỏi. Đấy, nhưng mà chợ em trên này thì ngày nào cũng như thế các bạn nhé. Đấy, nó như kiểu là nó thích nghi ấy. Thích nghi được với cái điều kiện này nữa. Chú bảo đi về lấy mũ đi, biết chưa? Lấy mũ mà đội, nắng lắm, không thể ra chỗ mát mà ngồi, biết chưa? Nắng là nó ốm đấy, nắng lắm, cho nên thuyền các bạn cực kỳ là nắng. Ngồi trên thuyền thì mát bởi vì nước sông nó, cái hơi nước nó phả lên. Đấy, tự nhiên thì lên bờ này thì đấy, gà này là gà chạy này. Chào anh nhá. Đấy, đang nhà thuyền phục vụ gà nướng này. Gà nướng các bạn nhá. Đấy, đầy đủ các dịch vụ luôn. Đấy, tận tình chu đáo. Đấy, đây. Ngon nhiều các bạn. Đây. Cá suối này. Đấy. Sông. À, cá sông nhỉ. Cá này trên, cá này là tại sông này luôn à? Đấy, tại cá, sông. Cá sông ấy. À. Đây là rô phi à? Rô phi. À. Giòn tan nhỉ. Đây là món chân giò. Với bia. À. Cho vào thùng này. Tuyệt vời nhỉ. Đấy. Hả? Em làm chân được không? Nóng quá. Đấy, đây. Bằng nước các bạn. Nước đôi. Nặng quá. Đấy, và kia anh đang bê thịt rồi. Xuống thuyền. Trên thuyền. Con này trồng cái này anh nhỉ? Trồng cái này nó nhìn nó cũng con em thì ăn nguyên miếng lấy cho các chú thử. Nó cũng khác không so không giống không giống so mấy ở ấy. Không phải quả xuôi. Ừ. Nhìn nó kiểu hồng hồng, nó không đỏ đậm. À, làm như thế này. Đấy, anh nhỉ. À. Đấy. Đây dưa hấu các bạn nhá. Đấy, nhưng mà dưa hấu ở trên Hà Giang ở trồng các bạn. Màu của nó hồng hồng, nó không đỏ đậm như màu dưa hấu ở dưới xuôi. Đấy. Nó cũng không ngọt như ở dưới mà nó chỉ man mát thôi. Đây nhỏ em ít cách có thời gian thế này. Trông sách chắc này. Chạy không được đấy nhá. Ông anh kia có đi không em? Ông anh kia có lên không? Anh ngồi ăn cơm ở gần nhà em mà, tưởng em ở nhà mà ra đi ăn cơm ở chỗ cái nhà sàn quán ấy. Cái sao mày? Đi đâu? Chạy cho anh cơm ơi. Đây, lên đi tắm luôn đi. Trường có cái quần áo không? Quần đùi á? Trường có cái đây có. Đặt gói bên kia.
vâng. Hôm trước là được trải nghiệm cảm giác tắm trên sông. Đấy. Hôm nay là cảm giác ăn cơm trên thuyền. Anh ơi. Này anh nhá. Đi chung này. Anh được rồi. Toàn là đặc sản đấy các bạn nhé. Đấy thì như các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì nó là bà con đấy, người Mông đấy các bạn. Họ sống ở lưng chừng núi và họ đi lấy cỏ các bạn kìa. Đấy, họ đang cắt cỏ và cắt những cái cây rừng đấy các bạn để mà về chăn trâu chăn bò đấy các bạn. Đấy, họ đi những cái thuyền này này. Bởi vì là những cái khu vực này này thì núi cực kỳ là cao và dốc như này các bạn nhé. Đấy, cao và dốc như này. Cho nên là họ không thể nào mà có thể là trèo đấy, từ sườn bên kia sang sườn bên này để mà lấy được. Đấy, cho nên là họ phải đi những cái thuyền nhỏ nhỏ như thế này. Đấy, những cái thuyền rất nhỏ như thế này để mà cắt cỏ, có em vào cắt cây rừng đấy. Sau đó thì cho lên thuyền này và vận chuyển về nhà để cho trâu bò. Đấy, cuộc sống của bà con vùng cao thì rất là vất vả các bạn. Đấy, kìa, kia là có một hai bó rồi. Đấy, kìa. Hai bó cây rừng đây. Thì đây chính là bến tắm các bạn nhé. Đấy. Bến tắm này. Đấy mà hôm trước thì tôi có một video là tắm ở đây các bạn nhé. Đấy, nhờ thanh niên này. Thanh niên đang khỏa thân tắm này. Chỗ nào mát mát đấy, cũng nắng lắm. Chỗ nào mát mát.
biển nó to đi nó chắc chắn xưa nữa. Thế có đây à? Hay bây giờ là sẽ vào trong kia các bạn nhé, ở bên bờ để ngồi cho nó mát. Anh cất cái chiếc này đi câu đủ, có 4 khách rồi mà. Cất cái chiếc này lấy cái chiếc này đi ra thấy dính đất này bẩn. Mấy cái phao này thì nó tán đi. Áo để đấy đâu, hay mang vào? Áo để đấy luôn nhé. Vâng, tôi kể nó mang lên thuyền được, của nhà hết mà. Đợi tí bơi các bạn nhé. Đấy. Bây giờ thì vào trong kia ngồi cho nó mát. Đây cho em ít bia này nhé. Ở sau đây, ở kia có. Trong cốp có nhiều mà. Đấy, anh lên thuyền ta đưa này về. Sảng khoái không anh? Thoải mái không? Lần sau đi chơi ủng hộ nhà thuyền này tiếp nhá. Nhóm này vừa nướng gà này. Nướng gà ngồi trong hang đá đây. Mát đấy nhỉ. Không có môi cho nên gầm nhất. Cái này liệu nó có sập được không? Không, nó sập lâu lắm. Nhìn có vẻ kỳ bí quá nhỉ. À đây. Đủ rồi. Đây cái non này nó bật rồi. Ngồi chỗ này. Đấy. Chỗ này là có những cụ điểm là nướng gà đây các bạn nhé. Đây. Nướng gà đây. Đấy. Và sau khi nướng xong thì đây là điểm ăn này, ăn ở trong hang này. Đấy, hàng này và tắm ở đây. Đi mà phao tắm ở đây. Mát đấy, vào đây mát nhỉ. Mẹ đi tắm. Ui. Ở trong này mát luôn. Mát bỏ sự. Tí nó dâm dâm. Đây con đâu? Đây để vào đây. Cho bạn. Đây chị ngồi đi. Đi lên ở trên này ngồi đi. Chị ngồi ngoài xem trẻ con. Chào các bạn nhé. Tập ngày hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục lần thứ hai trải nghiệm là bơi trên sông Nho Quế các bạn nhé. Đấy, thì thực sự là lần trước đấy thì khi mà tôi bơi trên sông Nho Quế thì một cảm giác rất là tuyệt vời. Đấy, đây đang bơi các bạn này. Đấy, thì bên này là tôi thấy có một anh đang câu cá ở đây. Đấy, thì không biết là có được cá hay không. Thì bây giờ là sẽ thử sang xem anh ấy câu không có được không. Sông Nho Quế Hà Giang. Đấy, đẹp như một bức tranh. Đấy, con sông này là bắt nguồn từ Trung Quốc các bạn nhé. Đấy, bắt nguồn từ Trung Quốc và chảy vào địa phận của đất nước chúng ta. Đấy, một kiệt tác tuyệt vời luôn. Đấy, thì tất cả những cái khu vực nương này các bạn này, đấy, những cái khu vực này này thì là hiện nay thì du lịch cực kỳ phát triển các bạn nhé. Đấy, cho nên là đất ở cái khu vực này rất là có giá các bạn nhé. Đấy, đấy là họ mua để họ đầu tư xây dựng khách sạn, nhà nghỉ, homestay, dịch vụ ăn uống ở đây các bạn này, cực kỳ hiện đại. Chào anh nhá, anh đang câu cá à? Thế à, câu được nhiều chưa anh? Có được con nào chưa? Chị Bâu à? Chưa được con nào anh?
Chị Pâu á? Dạ. Anh không biết tiếng phổ thông bạn nhá. Đấy, thì không thấy có cá, chắc là chưa được. Đấy, chắc là chưa câu được con nào. Đấy. Thì câu ở đây thì chủ yếu là rô phi các bạn nhé. Rô phi thì hôm nãy cả anh bên kia anh câu thì cũng được một sâu rô phi, và cái món mà cá hôm nãy chúng tôi ăn ở trên thuyền ấy thì cũng là cá rô phi đấy. Thì chủ yếu là cá rô phi thôi đấy. Thì anh này là nhà, chắc là ở nhà quanh đây đấy. Thì trên kia thì có những ngôi nhà của bà con trên kia, thì chắc là nhà anh ở trên đó và xuống đây câu cá đấy. Ngồi rất là thoải mái đấy. Đầu óc tư tưởng thoải mái, thanh niên. Ngồi câu cá thôi, cuộc sống an nhàn đấy. Rồi. Như vậy là hôm nay thì tôi tiếp tục đưa các bạn đi trải nghiệm tắm ở trên sông Nho Quế, ngồi thuyền trên sông Nho Quế và ăn cơm trên sông Nho Quế. Đấy, một cái trải nghiệm cũng rất là thú vị. Đấy, và tôi sẽ kết thúc video này ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của tôi ở trên cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang các bạn nhé. Đấy, các bạn đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất đấy, video từ kênh. Rồi, giờ thì xin chào và cảm ơn các bạn đã luôn luôn đồng hành cùng tôi trong các video trên cao nguyên đá Đồng Văn nhé. Thank you.